Thì clip của ngày hôm nay như cái tiêu đề là mấy bạn đã đọc là hôm nay mình sẽ kêu Un này bằng vợ nha. Và xem phản ứng của bé sẽ như thế nào khi mà bé nghe được câu đó. Không biết là hôm bữa là mọi người đã xem cái clip mà mình sân hô mày tao với Un này chưa? Trời, clip bắt tôi kêu vậy xong bé Un này bé đầu bật thôi luôn mẹ. Bé kêu mày ngon mày đẻ tao quay đó đó. Thì những ai mà chưa xem clip đó thì có thể là bấm lại xem nha. Hôm bữa là mày tao rồi, hôm nay là sẽ kiểu như là ngọt kèo hơn. Từ kêu bằng Un này mày chuyển sang kêu bằng vợ là nó sẽ hơi bị khác biệt luôn á. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tới với clip là chúng ta phải quay đây. Đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ thôi. Tên của mấy bạn đã bình luận là mình đã bỏ trong cái vòng quay này hết rồi. Bây giờ là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình tặng quay nhé. Quay này, không biết hôm nay ai làm rồi xong bạn Dương Bạc gì luôn. Bước 1 Hồng Tàm, bước 2 là tên, bước B là ID, bước 4 là bạn ấy chọn cho mình là một chiếc xe màu xanh. Hiện tại là mình đã mua cho bạn ấy cái gối này thành công rồi nha. Thì em ơi, em nhớ là vô thôi là chiếc về của anh nha. Và tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Thì hiện tại là như mấy bạn đã thấy trong cửa hàng là chiếc xe này nó chỉ còn đâu đó là một ngày nữa thôi là ngày mai nó sẽ mất không mọi người. Nên là vì thế là mình sẽ không tặng cho mấy bạn chiếc xe này nữa. Thay vào đó, mình sẽ tặng cho mọi người là cái gói mùa đông vui vẻ này nha. Hoặc là 18 thỏi vàng. Thì những ai mà muốn tham gia thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là hãy vô cài đặt này sau chiếc ID lại. Bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một trong hai cái gối đó. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình chế kêu. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Get go. Đây đây mọi người thấy không? Hiện tại là anh Thanh hồi sau đã online rồi này, nhưng mà nó không có liên quan gì hết. Chủ yếu là baby unicorn. Đầu tiên là mình sẽ kiểu như là nói chuyện giống như thường ngày. Rồi sau đó là có cơ hội là mình sẽ nhảy vô mình kêu Uni bằng vợ ơi. Đó. Vợ ơi, em đang làm gì vậy? Vợ ơi, em ăn cơm chưa? Hay là vợ ơi, cha anh xin 50. Ủa này, gấp, lên xe, nhanh lên. Gì vậy? Nhanh, lên xe lẹ, gấp lắm rồi. Ủa, tự nhiên mà tin đi qua các kêu đi đâu vậy? Nghe gấp lắm rồi, đang có chuyện gấp, từ, để đi tới chỗ này em nói cho nghe. Tự nhiên tin đi qua cái chỗ đâu trời? Ủa em đi đâu vậy ta? Ê không giỡn nha, đừng có giỡn mặt nha. Nãy em định đi đâu á, xong cái tự nhiên anh tele quen, cái em quên mất tiêu rồi nè. Ừ, nhìn cái mặt ngu ngu là biết rồi. Gì vậy trời? Ủa, nãy định đi đâu ta? Ủa hồi nãy mày chở tao đi đâu vậy? Ê, không có mày tao nha. Ủa này ơi, em có thể nào nói giọng Shizuke được không? Mấy bạn ở trên kênh của mình thích lắm cơ. Mấy bạn thích lắm hả? Ừ, bây giờ anh sẽ bế em đi rồi, anh sẽ nói cái gì là em sẽ nói theo cái đó nha. Ai giờ em nói trước một câu nè. Em nói đi. Anh chưa ra, anh này không có muốn đi bộ nữa, cho nên có thể là bé Un này đi được không? Thôi vậy thôi, này đi bộ luôn đi. Gì vậy? Thôi. Thôi chịu rồi. Bé gì trời? Đã chấp, chịu lên. Từ để Un này cất con vô núi vô đã. Đây, chịu lên, ok chưa? Ok. Em thử là em nói với ông này bán cho mình một chiếc xe đạp đi. Chú ơi, bán cho con chiếc xe đạp đi để chú chở con đi chơi. Thôi chịu ơi, đi chỗ khác nha. Ê, Un này, bạn này đang ngồi bấm điện thoại này, em nói với cái bạn này là cái gì đó đi. Bạn đừng có bấm điện thoại nữa, bạn bấm điện thoại nữa là mình mấy mẹ bạn. Ủa trời ơi. Đó, bạn ấy không có bắp nữa, bạn ấy mang theo chai bắp luôn rồi. Em hỏi thử là bi gấu Winnie này có lạnh lắm không? Gấu ơi, gấu có lạnh lắm không? Lạnh thì kệ gấu nha, bye bye. Chạy lẹ lên. Dễ. Chạy nó quýnh không giờ, lẹ. Nó quýnh rồi. Thì hôm nay là mày biết tao dẫn mày đi đâu không? Không có mày tao nha. Ủa? Chứ sao mấy bữa em thích kêu mày tao quá mẹ? Đâu có thích đâu, tại bữa anh kêu mày tao nên là em ghét quá em kêu vậy luôn chứ em đâu có thích. À. Nhưng mà hôm nay là mình có cái gì quay cho mọi người xem không Un này? Hôm nay anh không suy nghĩ ra được cái gì quay cho mọi người xem cả. Không suy nghĩ được gì luôn hả? Ừ, anh không suy nghĩ được gì luôn. Giờ tụi mình đứng giữa đường, tụi mình đấm nhau tới hết clip đi. Cái gì? Nè, giờ mình thả xuống. À, vậy là mày muốn quấn lộn với tao đúng không? Ừ, mày vô đây. Vậy mày mới nói gì hả? Mày nhau vô đây. Mời nè. Trời ơi, bè Un này không dữ. Ai kêu ông đòi đánh tôi? Ủa giời, anh định là mua chiếc xe này nè. Chiếc xe nào? Nè, xe Rolls-Royce nè. Xe Rolls-Royce à? Ừ, nhưng mà anh không có tiền, vợ có không? Ủa này cũng đâu có tiền đâu. Ủa này cũng không có à? Ừ, chiếc xe này mắc lắm, anh nghĩ sao vậy? Mình bán nhà không biết mua nổi không á? Vậy bây giờ anh sẽ để dành tiền anh mua chiếc xe này cho vợ nhé. Mua cho ai? Mua cho Un này. À, ok. Un này có thích không? Un này thích lắm. Nói là nói vậy thôi chứ anh đã mua sẵn rồi. Đâu? Nè, chờ chút. Đó, lên xe. Ủa gì vậy? Ừ, màu trắng. Cái này là hàng trên mạng, còn cái này là hàng Shopee. Vậy em có đi không? Lên luôn. Đó, thấy chưa, xe này xe mua trần á trời. Chiếc xe mà đầu tiên anh sở hữu trong game là chiếc xe này luôn này Un này. Wow, hình như là Un này cũng là chiếc. À không, Un này sở hữu đầu tiên là chiếc xe đạp. Không, nhưng mà chiếc xe kiểu như là mình bỏ tiền rồi mình mua lại mua được chiếc xe này đầu tiên. Un này được người ta tặng á, hồi đó cái này nó có trong hộp thư nhớ không? Ờ được rồi, vậy là em có nhiều trai tặng đúng không? Được thôi. Gì vậy? Ủa, Thiên Chu đang làm gì á? Anh đang đi nhặt tôm là vợ. Ủa, nhặt tôm để làm gì? Anh không biết nữa, nhưng mà anh thấy mấy con tôm mà nó nhiều quá nên là anh nhặt á vợ ơi. À, mình nhặt tôm mình về mình nấu lẩu. Nè, bên đây có tôm nè. Em nhặt không? Anh nhường cho vợ.
anh gọi em là cái gì? Anh kêu là em nhặt tôm đi. Đó đúng rồi. Nhặt tôm đi, ok. Anh nhặt phía bên này nha. Rồi em với anh mỗi đứa một con nha. Đúng rồi. Ơi tính này là cái khu bên này là anh với vợ là ít ve nhất luôn á. Unni trời ơi, em mới nghe anh kêu em là vợ. Đâu có, tự nhiên kêu vợ trời. Có không? Hồi nãy mới xong mày teo xong mà tự nhiên giờ kêu vợ là sao? Ừ cũng đúng, chắc là Unni nghe nhầm. Nè mày nhặt con tôm này, để tao quay đây nhặt con tôm phía bên này. À không có giỡn mặt với mày nha. Thiệt vậy? À em không có giỡn mặt với anh nha. Ê anh mới nghe cái gì à? Em mới nói là tao không có giỡn mặt với mày nha, đúng không? Không, em làm gì nói cái đó đâu. Có. Không có, anh nghe nhầm mà anh bị lãng tai rồi. Đó thôi chịu rồi, bữa nay kêu tôi lãng tai nữa. Rồi làm gì nữa vậy? Anh đào đá tiếp. Đó, vợ thấy gì không? Đào ra cục đá nè. Đó, rõ ràng anh kêu này là vợ mà. Tự nhiên nghĩ sao cái mặt thấy ghét mà nghĩ sao đi kêu vợ. Ooh. Bi yêu. Yeah. À, thôi tự nhiên yeah nữa. Cổng cổng bi yêu đi chơi đi. Đây mày chiều anh tao cổng đi nè. Không kêu là bi yêu lên đi, anh cổng đi chơi mới đi. Giờ mày có lên không? Dạ anh có nói không? À bi yêu ơi lên cổng đi chơi nhá. Nói tình cảm lên. Vợ ơi lên anh cổng đi chơi nè. Nói chưa, anh kêu này là vợ kia. Không có. Không có, em đứng đó em suy nghĩ lại đây làm gì có kêu vậy. Unni nghe rõ ràng. Ủa sao anh núp ở đây rồi? Anh có thể nào anh nói lại cái câu hồi nãy anh nói với em được không? Hồi nãy anh nói cái gì anh bị quên rồi Unni, anh không nhớ gì cả hết á. Anh quên rồi hả? Ừ. Anh quên vậy thì để Unni hôn anh một cái cho anh nhớ nha. Cái gì cơ? Unni hôn anh một cái à? Thôi chịu thôi. Thì em biết tại sao hôm nay anh lại nói như thế không? Không, anh muốn sao? Thì hôm bữa giờ là anh cho anh em nhiều quá. Ừ. Thì hôm nay là anh muốn thử là gọi thử mới có thân mật hay không. Nhưng mà nghe mắc ối với ông này. Ừ, nghe cũng dễ thương mà không bằng bé yêu. Không, nhưng mà nghe nó sao sao anh, nó kiểu như là nó ngượng ngượng, nó mắc ối lắm cơ. Nhưng mà bé yêu thì dễ thương đúng không? Nó ối. Ê. Nhưng mà chồng anh đi đâu vậy? Ê. Hả? Ông này mới nói gì hả? Ủa thì kêu là anh đi đâu vậy? Không, anh mới nghe rõ ràng là em nói cái gì kìa. Em nói lại cái đó đi. Nói cái gì? Em chỉ hỏi anh đi đâu thôi mà. Không, anh nghe cái từ trước cơ. Từ trước là gì? Anh đi đâu vậy? Rồi xong, em không nói lại với anh. Nhưng mà trông chạy hoài vậy. Đó là gì? Anh thấy chưa? Anh mới nghe. À, hôm nay dễ thương dữ trời. Dễ thương hả? Ồ em nói vậy mà sao mấy clip sau anh dám cho anh em nữa. Ủa vậy sao nãy anh kia anh mắc ói. Đó cái đó là em ói chứ anh còn ói đâu. Nãy anh mới kêu là kêu này xưng hô mắc ói quá. Bí yêu của anh hôm nay dễ thương gì ta, chiều anh bế đi chơi tiếp nha. Đây. Chồng bế anh đi đâu vậy? Đó thấy chưa, anh biết mà. Thì sắp tới là chúng ta phải yêu thương nhau, là chúng ta không thể gây lộn, không để cho nhau nữa này. Đúng rồi, không được kêu mày tao luôn. Ừ, vậy giờ mày đi đâu tao dẫn mày đi. À, mày dẫn tao đi đâu thì tao đi đó. Ừ, đó đó, kiểu thế vợ, đúng không? Đúng. Nè bây giờ là vợ vô chụp con nha, để chồng suốt anh nha. Thôi, anh phải là người chụp con chứ. Rồi, đây, anh sẽ suốt thẳng vô cái mặt của em luôn, suốt nè. Ui. Vợ khóc nè, hu. Ôi, khóc sao không khóc, khóc đi. Nè, khóc nè. Lại hai bé. Hu. Rồi, đừng nói mày hu. Chú Unni, bây giờ tụi mình là cặp đôi hoàn hảo, yêu thương nhau rồi. Tụi mình phải chơi đoàn kết để thắng mấy bạn này nha. Ok, anh sẽ bảo vệ cho em. Em đâu? Dạ vậy không, cái này không bảo vệ được. Cái này đi chung là hai đứa xỉu luôn á. Em có thể đứng lại để anh nhả đầu của em được không? Đó. Anh có muốn ăn đòn không? Không được đâu, chúng ta không nên cộng tranh như thế. Unni phải đứng lại để anh đứng lên đầu em như thế này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa vậy, anh không sợ. Này chỉ là một cái ánh sáng nhỏ xíu thôi. Ừ, nhưng mà cái ánh sáng nó làm anh xỉu á. Không xỉu được đâu. Rồi xong, mới xỉu một tim rồi. Oh no. Đó, thấy chưa? Chạy thôi, oh no. Unni đâu, đi cứu anh. Đi. Nè, đi theo em, đi theo em, đây. Đợi anh. Nè, đứng ở đây nè, thấy không? Ừ. Xong rồi đi vòng qua vòng lại thôi. Đi vòng qua vòng lại thôi hả? Ừ, chứ đi chạy ở ngoài kia là anh sẽ bị cái ánh đèn chiếu vô người. À, vậy là nó chiếu. Đúng, giống như bữa chiếu. Nè, thấy không, này còn 5 tim nè. Anh chỉ còn 3 tim thôi, oh no, vậy là anh sắp xỉu rồi sao? Oh no, đó là hai người, oh no. Đó là hai người, oh no, Unni ơi. Sao em nhảy vô con cốc vậy? Nó là kìa, Unni. Oh no, còn 2 tim hơn Unni. Ủa, anh đã lạ nữa kìa. Unni đã thuộc cái map này rồi, Unni không sợ. Anh chỉ còn 2 tim mà trong đó còn 10 giây. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, rồi, thắng.
Yeah, thấy chưa? Phải nhí, chị baby. Rồi baby, oh no. Yumi bờ là. Bây giờ là hai chúng mình phải chơi một cái map, đó chính là đua xe tàu lửa. Cố lên nha. Đúng vậy. Em nhớ là em nhìn, nhìn vô cái áo của anh nha, để kéo theo. Không, em nhìn vô cái áo của anh là em thua chung với anh, tại em chạy nhanh hơn mà. Ờ em nói sao anh téo nè. Thôi chịu rồi, có ba người thôi chung chung. Một bạn hình như một bạn bị rớt rồi. Đó thấy chưa, em gạt giò người ta đó. Trời ơi, em chơi mà em gạt giò của mấy bạn vậy. Để anh về chứ sao anh về được, có ba người thôi. Rồi xong luôn, kiểu này là anh thua mất tiêu rồi. Không sao đâu, để Uni. Oh no. Có ai rớt không? Ui. Rồi một bạn rớt, ủa phải không? Rồi sao bạn nó gớt vô trong vịt đít rồi. Ngọc Jun 2KB đã bị lộ rồi. Giờ sao đây Uni? Chun Jun chơi gà quá, Uni hết cứu rồi. Trời ơi, Uni kêu tôi gà. Vì thế tôi buồn quá, ngày mai là mình sẽ cho Uni tiếp. Bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip cho Uni ngày mai nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip không biết nữa, mai không quay đâu, mai bị cho rồi.